Thầy Chí Ba xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay nhà em về một chiếc xe Trek FX Sport 4, xe sách tay Nhật. Thương hiệu Trek của Mỹ thì rất là nổi tiếng rồi, và xe thì được dùng tại nội địa Nhật và vận chuyển Việt Nam qua đường bay, hàng đấu giá sách tay Nhật. Chiếc này về size là size M, dòng đứng sẽ là 44,5 và tấm ngang quanh 52,5, gần 53 luôn. Cho nên là cái dòng này với cái size xe này sẽ phù hợp với các bác có chiều cao tầm quanh 1m60 đến khoảng tầm 1m72-73 đổ lại sẽ chạy phù hợp về size. Về cấu hình xe, chiếc FX Sport 4 thì cái cấu hình nó tương đối cao đối với một chiếc xe Touring City Bike, khung nhôm Gold Alpha Aluminum và càng trước thì là carbon HCM Trek. Chiếc này về bộ chuyển động thì là một đĩa và tận 11 lít của Shimano Delray M5100. Sau đây em đi về chi tiết để các bác cùng ngắm. Chiếc này thì em vừa khui thùng xong, thì em cũng đã có quay khui thùng, nhưng mà để lắp bánh và lắp cái pedal và một số cọc yên đồ thì sẽ mất nhiều thời gian, cho nên là em sẽ chỉ quay khui thùng ra thôi. Và bây giờ sau một số phút thì em đã lắp hoàn chỉnh cái xe để giới thiệu với chi tiết các bác. Và chiếc này độ mới nó rất là cao, cho nên là em cũng sẽ không dở ra chi tiết để gọi là bảo dưỡng dầu mỡ nữa, mà chỉ có chắc là chỉ tra xích líp dầu mỡ, xích líp và một số cái ốc để tránh cái việc han rỉ thôi. Và các bác đi một thời gian khoảng tầm một vài tháng hoặc nửa tháng hoặc một năm chẳng hạn, tùy theo cái điều kiện của bác chạy thì có thể các bác sẽ bảo dưỡng sau. Còn chiếc này về hình thức tổng quan thì bên Nhật thì chủ người Nhật thì có báo là chiếc này hầu như không được sử dụng. Model Trek FX Sport 4 này thì là model năm 2021 nhưng mà chủ mua năm 2022. Đấy, trên hệ thống của Iros bên Nhật thì nó có giá quanh gần 120.000 yên. Đấy, và nếu các bác mua một chiếc xe đập thùng cộng với tiền phí nội địa Nhật thì nó tùy theo tỉnh, nó có thể từ 7-9.000, đến thậm chí nếu mà họ vận chuyển cái size thùng hạng E mà không tháo bánh ấy, thì thậm chí hạng E hạng F thì nó có lên khoảng tầm trên dưới 20.000 yên, đã khoảng tầm gần 4, trên dưới 4 triệu rồi tiền vận chuyển nội địa Nhật. Đấy, còn lại cước bay về Việt Nam thì đối với những chiếc xe như thế này thì nó cũng đã quanh tầm trên dưới 3 triệu đến 3 triệu 5. Đấy, nó quanh quanh cái tầm đấy, và có những chiếc cái thùng to chẳng hạn thì thậm chí là nó khoảng tầm gần 4 triệu với một chiếc xe đi về đường bay như thế này. Chiếc này về cân nặng theo của hãng thì là công bố thì nó khoảng tầm 11 cân 11,52, nghĩa là 11 cân rưỡi quanh quanh đấy. Đấy. Và cái trọng lượng để có thể một người tải cái kiểu như là người ngồi và có thể chở đồ ấy, thì tổng cái kg theo cái công bố của hãng thì nó tầm khoảng 136 đến 139 cân. Thì là cái trọng tải của cái chiếc, những cái chiếc xe thể thao như này. Thì đối với cái dòng này là dòng Trek FX 4. Em đi về chi tiết các bác cùng xem nhé. Tay nắm thì cái dòng Trek thì bắt đầu từ Trek FX 7.3 trở lên thì được hãng trang bị cái công nghệ tay nắm cái ghi đông giảm chấn độc quyền là công nghệ Isozone. Công nghệ giảm chấn ấy. Đấy, thì bắt đầu từ Trek FX 7.3, FX 3 trở lên. Chứ còn FX 2 thì là tay nắm cao su thông thường. FX 1 là tay nắm cao su thông thường. Bắt đầu từ FX 3 hoặc là 7.3 trở lên. Đấy, thì bắt đầu được hãng trang bị cái công nghệ tay nắm Isozone. Thì cái đặc biệt là cái ghi đông Isozone này thì là ghi đông bắp chuối, nhưng mà nó sẽ có cái cạnh vát về hai bên này để đặt cái miếng gọi là cái miếng giảm chấn Isozone này. Đấy, phía trắng ở bên trong nhé các bác nhé. Còn cái tay nắm này là cái tay nắm Bollinger này thì nó ở phía bên ngoài, nhưng mà cái cao su non của nó rất là êm, nó sẽ có cái khoảng để tì tay này, chống tê này, chống gọi là mỏi tay. Đấy, có điểm tì. Và cái thứ hai là đặc biệt nhất là nó giảm chấn. Cho nên là cái bộ tay nắm này thì nếu mới tìm ở ngoài hãng nó khoảng 5.500 yên. Đấy, ở bên Nhật các store đang bán. Đấy, chưa vận chuyển nha, nếu cộng thêm 600 yên vận chuyển nội địa Nhật những cái món đồ nhỏ nhỏ này thì đã quanh quanh tầm 6.000 yên rồi, hơn 1 triệu rồi. Cho nên có những lúc mà các bác dặn thì em cũng đã mua hộ, thì những cái tay nắm này về nó khoảng tầm quanh trên dưới 1 triệu 2, 1 triệu 3 một cái tay nắm như này đấy các bác ạ. Đấy, còn cái tay cũ thì nó vô cùng lắm. Tay cũ thì người dân dùng, người ta không dùng nữa, người ta bán thì có thể là mình sẽ mua được cái giá rẻ hơn. Đấy, nhưng mà đấy là thực tế cái giá nó bên Nhật như vậy. Các bác có thể tham khảo các website của bên Nhật bán hàng chính hãng các cái phụ kiện của Bollinger. Về tay nắm là như vậy. Và ghi đông Potang thì nhôm, tất cả đều Bollinger hết, logo Bollinger. Và ghi đông bắp chuối. Đấy, Isozone thì nó sẽ ký hiệu luôn ở đây này. Và chiếc này thì tay phanh thì chiếc này dùng bộ phanh là phanh phanh đĩa dầu của thương hiệu Shimano.
nó sẽ có một bản là bản Techo, ví dụ Check FX3 nó sẽ có bản Techo, nhưng mà phanh mà đi dùng đĩa dầu của Shimano này thì giá của nó cao hơn một chút các bác nhé. Còn cái phần tay bấm xả là M, không biết là 7 bao nhiêu, là 11 speed, 11 speed đây các bác. Cái tay bấm xả, còn bên này nó là một đĩa cho nên là nó không dùng cái gạt đĩa bên này mà nó chỉ dùng một đĩa thôi. Đấy, còn cái chiếc này thì nó có cái hai cái pad, một cái pad này để bắt cái đồng hồ của thằng Bollinger này, logo Bollinger này, và một cái đèn. Thì cái chiếc đèn này là đèn Ion 200RT, một cái đèn chính hãng Czech này, thì nói chung là nó nhiều chế độ lắm và nó rất là đắt. Nó khoảng hàng cũ thôi, mua cũng khoảng tầm 5-6 ngàn yên, nó khoảng hơn 1 triệu một cái đồng hồ như một cái đèn trước như này. Và đèn sau chiếc này thì chủ người ta trang bị cả hai cái đèn, và khi đấu giá bên Nhật gửi về thì người ta cũng gửi cho mình luôn cả hai cái đèn này, cho nên là rất là vui. Đấy, có nhiều khi có những người ta bán thì người ta sẽ giữ lại các cái đồ phụ kiện này, nhưng mà chủ người Nhật này thì người ta lại tặng luôn, và cái rất giá trị luôn nhá. Riêng cái cặp đèn này đã hơn 2 triệu rồi trước sau. Đấy, cho nên là bác nào mà yêu thích cái chiếc này mà đồ chính hãng, đồ Bollinger, thì các bác cứ sốt giá check chính hãng giúp em thì nó sẽ ra giá ngay. Rất là thích luôn. Và cái màu này, chiếc này là tổng quan là màu kiểu như màu ghi xám lông chuột ấy các bác ạ, nhưng mà cái nước sơn nó rất là bóng. Đấy, sơn bóng chứ nó không phải sơn nhám. Nó có phiên bản này về sơn thì nó thông thường nó cũng có sẽ có hai cái bản sơn, một là cái sơn bóng như này, và nó cũng có một cái bản sơn sần ấy, sơn kiểu sơn nhám ấy các bác ạ. Thì cái chiếc này là sơn bóng, càng thì càng carbon. Đấy, cái carbon HCM thì nó ghi cái tem ở bên trong gầm này các bác nhá, chứ nó không để lộ ra phía bên ngoài như một số cái mẫu 7.3 hoặc 7.4 thì nó ở bên ngoài, model cũ thì nó để lộ cái carbon ở bên ngoài này. Đấy, còn cái này HCM nó nằm bên trong. Chiếc này thì dùng cặp lốp là cặp lốp 700x32C của thương hiệu Bollinger. Lốp 732 thì nó sẽ rất là êm. Thứ hai là nó cái size lốp nó to hơn 28. Đấy, touring thông thường thì sẽ là size 28, nhưng mà bây giờ một số hãng và đặc biệt là Czech thì em thấy là đa phần, kể cả những model cũ thì người ta cũng đều dùng 32. Cũng có một cái dòng FX3, FX7.4 thì cũng dùng là cái Bollinger nhưng 700x28C thôi. Nhưng cái model đấy cũng tương đối lâu rồi. Còn đa phần là toàn dùng 700x32C thì nó sẽ rất là êm và to bản như thế này. Và cái chiếc này thì cái gân lốp ấy, cái đường ba viên ở giữa thì nó vẫn còn nguyên bác nhá. Đấy, và các cái râu ria xung quanh. Chiếc này thì em không rửa cũng như không vệ sinh, cũng chưa lau chùi gì luôn. Và về em vừa khui thùng ra thì em quay luôn thôi, chứ chiếc này thì chắc là em chỉ có tra dầu mỡ thôi, chứ cũng không sẽ thực hiện bảo dưỡng toàn bộ làm cái gì cả. Nó cũng sẽ mất thời gian và mất công bởi vì chiếc này nó quá mới. Các bác đi một thời gian thì hãy làm bảo dưỡng. Cái phanh đĩa dầu Shimano này rất đẹp luôn, khỏe, càng carbon. Và cái hub này thì nó rất là to quá ạ. Đấy, hub này bi côn nhưng mà nó rất là to và khỏe. Vì thứ hai là cái dòng này thì người ta không dùng ti bật như thông thường, thì bên này vừa đầu bên này thì người ta bắn bắt chặt cái một cái đầu giữ bên một bên đấy, và bên kia sẽ là cái ti bật đấy, chứ nó không rời ra, và nó có một cái ốc vít đây thì nó sẽ rất là chắc chắn cho cái việc mà đảm bảo cái an toàn khi mà vận hành. Đấy, trên cái càng thì cũng đều có cái lỗ chờ để bắt cái kiểu như là gác ba ga trước ấy các bác. Đây, các cái lỗ chờ này để có thể bắt gác ba ga trước để đồ, ví dụ các bác đi đường dài. Đấy, bởi vì nó là Touring City mà. Đấy. Vành đây, vành cao 2 lớp, nhưng mà cái bản vành này thì em cảm giác là nó chắc là cũng phải tầm quanh 3 phân đấy. Đấy, thì nó nhìn vành cao, nói chung là bản vành cao, nhôm cao 2 lớp, và bản này trông nó rất là khỏe. Đây, chữ Bollinger nó rất là tem, rất là to. Căm thì đi căm đơn thôi, căm thì được sơn đen. Chiếc này tổng quan các cái đồ phụ kiện em thấy nó đi tông màu trầm, màu đen. Đấy, cái phanh thì là made in thì là Malaysia các bác nhé. Đấy, còn Czech thì của Mỹ, nhưng mà sản xuất và lắp ráp thì những cái model gần đây thì tất cả đều là made in China, và sẽ có một số cái dòng cao cấp hẳn như là FX4 carbon ấy, thì không, nó là Cambodia, made in Cambodia, hoặc là cái đời cũ 7.6, 7.7, hoặc là một số cái mẫu cũ ấy, thì nó có cả made in Taiwan. Còn lại Czech đời mới và một số mẫu ở phổ thông thì đa phần là toàn made in China thôi các bạn, nhưng mà quan trọng là xe nó vào Nhật. Đây là cái giấy tờ mua bán bên Nhật đây. Cái dấu của cái người bán này và cái tên này, check này. Đấy, 700C và cái số là số khung FX4 Sport Disc các bác nhá. Nên là nó là dùng phanh đĩa. Còn đây cái tem nó mê số khung nó sẽ trùng với cái số trên giấy tờ mua bán để mình mang đi đăng ký an ninh bên Nhật. Đấy, còn ở Việt Nam mình, về Việt Nam mình thì nó là minh chứng cái nguồn gốc xuất xứ để mình mua bán ở bên Nhật về thôi. Hàng chính hãng thôi, chứ không phải là đăng ký an ninh được ở Việt Nam. Về tem khung đây,
nó là khung này là gold alpha aluminum check. Đấy, còn cái tem, cái chữ gọi là cái gì, Sendai, thì khả năng là cái shop check này này. Cái tem này, tem của shop thì chắc là ở tỉnh cái Sendai bên Nhật gì đấy. Còn cái made in là made in China. Đấy, các bác nào mà nặng nề cái việc mà made in China thì xin phép là có thể các bác bỏ qua giúp em, hoặc các bác tham khảo thêm. Bởi vì cái thằng check chính hãng này thì ở bên Nhật, em thì em mua bên Nhật về, nhưng cái made in này nó ghi rõ luôn là made in China. Đấy, và nó lắp ráp xuất xứ từ Trung Quốc. Thế nhưng mà cái tiêu chuẩn của check chính hãng made in vào Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng, chứ không phải tất cả các xe Nhật thì đều made in Nhật hay made in cái thương hiệu nước đất nước đấy mà sản xuất đâu. Mà tất cả bây giờ công xưởng của thế giới thì nó đều đặt tại Taiwan và China hết. Nhưng mà quan trọng là cái hàng hóa nó vào thị trường nào thì nó sẽ tuân theo cái tiêu chuẩn của cái thị trường đấy. Đấy, những cái đấy thì các bác chơi xe thì các bác cũng đã tìm hiểu cũng như là rất dành về cái việc đấy rồi. Còn lại những bác mới mà nặng nề quan tâm cái đấy quá, hoặc là nhiều khi để giải thích thì nó rất là khó. Cho nên là cũng rất mong các bác thông cảm. Và nếu các bác nặng nề cái chuyện made in, sợ made in China thì thông thường thì xin phép là các bác có thể bỏ qua những cái chiếc xe mà hãng họ đặt tại China. Thì các bác tìm Taiwan hoặc là Japan hoặc là made in Italia để các bác chơi. Đấy. Cụ đề là Shimano DR M5100 các bác ạ. Cái cụ đề này thì không phải là, hình như không phải made in Japan đâu, made in Malaysia, Singapore, nhưng mà ở trong gầm bên kia cơ. Nó vẫn nguyên có một cái số cái kiểu cái bụi cũng như là cái xích cái dầu xích. Đấy, em khui thùng ra như nào này nó vẫn như thế, còn cái này em chưa lau chùi vệ sinh gì cả và để nguyên. Đấy. Đây các cái vết mỡ mấy cái dầu xích đây nó vẫn còn ở trên cái clip này. Và cái clip nó tận 11 tầng clip các bác nhá. Một đĩa nhưng tận 11 tầng clip. Đấy, và cái tầng to nhất của nó thậm chí là em không chưa đếm răng, nhưng thậm chí nó còn to hơn cả cái đĩa trước cơ. Cho nên nếu mà với cái chiếc FX4 này thì các bác có thể thoải mái, nhu cầu các bác chạy những cái cung đường dốc hoặc là đồi núi thì cũng đều được. Đây xích thì là xích 11X11 đây. Nó là KMC các bác ạ. Đấy, nó là KMC. Thì thông thường trước thì em thấy hay dùng xích của KMC. Và còn thằng Binchi thì xích cái đa phần toàn dùng của thằng Shimano. Đấy. Còn hub của hãng đây. Thì cái model check FX3, FX4 ấy thì em thấy là cái hub của nó hub trước, hub sau là Shimano, còn hub trước là Formula. Và còn thằng check này thì cũng không nhầm thì nó cũng là Formula, nhưng mà em không thấy tem ở trên này, nhưng mà cái này là cái xuất xưởng của hãng nó như vậy. Đấy. Lốp sau đây, vành sau đây, Bonschenger và lốp là H2 com 700x32C. Đấy, tem Bonschenger đây. Ở cái vành sau thì em thấy nó có cả một cái bộ đếm cái nam châm này để cảm biến này. Đấy, để đếm đồng hồ đây, đồng hồ đua cái bộ thu nạp mà đua chap này, đua chap S này. Nhưng mà còn cái đồng hồ thì người ta lại không gửi. Rất là lạ là đèn như người ta gửi hết nha, cái đồng hồ không gửi, nhưng mà cái đua chap này vẫn để nguyên. Sau này các bác có điều kiện thì các bác mua cái đồng hồ là xong, bởi vì cái đua chap này nó cũng khoảng tầm 7-8 nghìn yên, cũng tầm 1,5-1,6 triệu đấy các bác nhé, một cái bộ cảm biến này này. Đấy, và nó có cả cái bát đồng hồ rồi, nhưng mà có thể cái mặt đồng hồ người ta không gửi. Đấy, và bên trên ảnh khi đấu giá thì người ta mô tả là khi mà không được chụp ảnh thì nó sẽ không được bao gồm, cho nên là người ta không gửi cho mình. Chiếc này dùng pedal thì pedal Quelgo. Đấy, pedal Quelgo. Và giò đĩa thì giò đĩa của cái này là Bruwell. Đây, Bruwell này. Và cái size của nó thì size M này thì chắc là 170 rồi. Đấy. Còn đây size trên khung nó ghi là 17,5 inch. Đấy, 17,5 inch thì nó sẽ tương đương đối với check nó là size M, và size M dòng đứng là chắc chắn là 44,5. Đấy, và dòng ngang 52,7. Với cái size này thì các bác thoải mái tầm 1m60 đến 1m72,3 thì là trong cái khoảng tầm 10-12 phân đấy thì các bác có thể chạy thoải mái các bác nhé. Chiếc này yên thì dùng chiếc yên Bonschenger, nhưng mà cái phần đệm ấy thì em thấy nó rất là êm. Đây cái tem của nó thì nó dập chìm, nhưng mà nó lại kiểu cũng cùng màu tối luôn này. Computer. Đấy, nó rất là êm. Đấy, cái đèn flash của nó thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Nói chung là hàng check thì là đồ của nó rất là, đồ Bonschenger nó rất là xịn sò và rất là đắt. Đấy. Flash RRT này. Đấy, một cái bộ đèn như thế này bên Nhật hàng cũ em thấy giá toàn 5.000 đến 7.000 yên một cái đèn này các bác nhá. Khoảng tầm hơn 1 triệu một cái đèn này rồi. Nói chung là cả cặp này thì nó rơi vào trong quanh tầm 2 triệu rưỡi thì đấy một cái cặp như này. Bởi vì cái cặp này độ mới cao, nó gần như không dùng. Chủ bên Nhật thì mô tả là chạy được xe được vài lần thôi. Cho nên là chính vì vậy mà độ mới nó rất là cao.
cọc yên, yên thì Bollinger nhé, cọc yên Bollinger những cái logo của cái cọc yên này nó là chìm này các bác này. Đấy, nó lại màu đen, nói chung chiếc này màu tối. Cái model thì đây, FX4 Sport. Để thằng check thì nó thiết kế từng chi tiết một thì em thấy nó rất là khỏe mạnh. Nhìn tổng quan xe cái vành thì vành nhôm cao hai lớp này, trông rất là to, dày bản. Đấy, trông cảm giác như kiểu vành cao của carbon ấy. Đấy, còn cái khung sườn của nó thì nhìn nó trông nó đầm chắc khỏe. Đấy, check là thiết kế kiểu cơ bắp. Đấy, các bác nào thích mạnh mẽ thì chơi chiếc này. Và yêu thích những cái thương hiệu của Mỹ thì người ta thiết kế theo kiểu như là rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Đấy, còn lại thiết kế của thằng Ý những như B&G, Conago, Pinarello, Ziot chẳng hạn thì nó lại tinh tế theo kiểu khác, nó đẹp kiểu khác. Thì mỗi hãng nó có một cái ưu điểm riêng. Đấy, cái nét đẹp riêng của thiết kế thì mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Đấy, mặt bên trái rất đẹp các bạn. Hệ thống dây là đi âm khung các bác nhá. Đây, hệ thống dây họ đi vào gọi là nó gọi là âm sườn đấy, âm khung. Đấy, logo của Check đây. Logo Check là hình chiếc khiên. Và cái logo đời mới này nó bé. Cái logo đời trước có những cái phiên bản logo rất là to. Đấy, càng bên trái đây, phanh đĩa dầu dây đây. Đấy, bên trái chiếc này tổng quan em về em không thấy vết xước sát nào luôn ấy. Và nhìn pedal thì gần như là không mòn. Chiếc này người ta mô tả đạp được vài lần thôi mà. Và các cái giò đạp này, những cái chỗ mà dễ xước nhất thì chúng ta nhìn ở chỗ càng là một này. Những cái bàn đạp này, những cái giò đĩa này và những cái chỗ bên cạnh này là những cái chỗ mà xe đã qua sử dụng thì nó dễ xước sát nhất, nhưng mà chiếc này thì không có vết xước sát luôn. Đấy là cái tổng quan mà em kiểm tra thì vừa mới mở khui thùng ra thì cũng quay luôn cho các bác xem. Đấy, cái tem an ninh Nhật thì người ta bóc đi các bác nhé, và người ta cạo tem này nó sẽ có vết keo dính lại ở trên khung. Cái vết này thì lau đi thôi, còn nếu mà lau đi thôi, cái vết keo mà, bởi vì cái tem an ninh Nhật thì nó bám rất là chắc. Và thậm chí có những chiếc người ta phải lấy dao người ta cạo đi nó mới đi tem ấy, nó dính chắc lắm, mình bóc tay không bóc được, phải cạo đi. Nhưng chiếc này người ta bóc thì còn lại vết keo này. Đấy, cái này thì chắc là các bác lau, lấy cái rẻ lau vài lần thì nó hết thôi, em vẫn để nguyên. Đấy, tem của hãng đây, cái răng đĩa đây nó vẫn đen nhánh như này, đấy, người ta đạp được mấy lần thôi. Đấy, giò đĩa, cái mã QR của cái giò đĩa này. Đấy, và cái mã số này, số size này. Đấy, và thương hiệu này. Đấy, Powell. Tem gầm này. Trục là trục cốt rỗng các bác nhá. Trục là cốt rỗng này, mở cái này ra thì nhìn từ bên nọ sang bên kia luôn. Trục cốt rỗng thì nó sẽ nhẹ, nhưng bản thân cái xe này thì nó thiết kế rất là khỏe. Chuyện khung của nó cực kỳ chắc chắn, nó, nếu mà về cân nặng ấy, thì nó không nhẹ như một số hãng dòng touring của các hãng khác đâu, mà thậm chí nó nặng hơn luôn. Nhưng cái khung của nó cực kỳ chắc luôn. Đấy, chứ tại sao mà thằng Check, nói chung là các cái hãng xe lớn thì cái trái tim của chiếc xe nó là cái khung mà. Cái công nghệ khung của từng hãng một thì nó là bí quyết. Đấy, và xe nó chất lượng hay không, nó phải đầu tiên nó phải từ cái khung, sau đấy mới bắt đầu họ mới trang bị các cái bộ chuyển động, thì nó sẽ cao cấp dần theo từng phân khúc. Đấy, nhưng cái khung là cái trái tim của chiếc xe luôn. Và thằng Check này, cái khung nhôm gold alpha aluminum nó thì tuyệt vời luôn. Đấy, phanh đĩa dầu đằng sau này. Đấy, Check thì đa phần là dùng phanh đĩa dầu của Shimano và Techo. Thì riêng cái bản nào mà dùng phanh đĩa dầu của Shimano thì em thấy giá là cao hơn của Techo. Đấy, còn về chất lượng thì em cũng thấy là đều dùng rất là tốt. Chân chống trước này được trang bị luôn một cái chân chống chính hãng này. Nếu mà mua ở bên mới tinh ở ngoài shop, cái chân chống Bollinger này thì nó cũng về nó cũng 1.000.000 các bác ạ. Đấy, 5.000 mấy yên, nó bằng giá cái tay nắm đấy, cũng phải tầm 1.200.000-2.300.000 đấy. Đấy, nhưng cái này là được nguyên bản theo xe luôn, có luôn. Tì bật đây, quýt đây. Đấy, các cái bụi này là được nguyên bụi ở bên Nhật các bác nhá. Chủ người ta để gọi là lâu người ta không chạy, người ta chạy được vài lần từ lúc mua xe năm 2022, còn chiếc này là model năm 2021. Đấy. Còn cái hệ thống Check ở bên Nhật thì nó là Sendai này. Đây, Check Sendai này. Đấy, yên bên mặt bên trái này. Đấy, cái đèn này thì em thử test vài chế độ nhá. Một chế độ nhấp nháy này, bấm vào nữa này. Đấy, nhấp nháy chậm này và thỉnh thoảng nhấp nháy nhanh này. Đấy, nó phải tầm 2-3 chế độ nhưng mà nó cực kỳ sáng luôn. Đây, các bác nhìn cái ánh chớp nó vào cái tường này. Đấy, và nó rất là xa. Mới thứ hai là pin thì em chưa test cái dòng này, nhưng mà em thấy pin nó rất là ok. Các bác chạy vài tiếng chắc là không vấn đề gì cả. Đấy, cái đèn này thế này, nó có nhiều bước sáng. Đấy, sáng trắng này. Đấy, sáng nhấp nháy này, sáng giảm hơn một tí này, nhảm hơn một tí, 3 mức sáng đấy, giảm nhấp nháy này, nhấp nháy nhỏ này, đấy, chớp nhanh này,
Đấy, và lại sẽ quay sáng này. Em bấm vào giữ thì nó sẽ tắt. Đấy. Và cái này là sạc sạc pin. Đấy, cái cổng sạc, cái chân sạc thì mình nó dưới gầm này. Đấy, các bác tháo vào, cái này nó có cái pad tháo mở nhanh rất là dễ. Nói chung thằng chết nó thiết kế những cái đồ này là nguyên bản của hãng mà, cho nên nó sẽ đồng bộ tương thích. Cái này không cần phải vít viết mà cài luôn vào cái pô tăng này. Đấy, khi mà mở cái ốc này ra thì mới tháo được cái chân này ra. Còn bình thường các cái này thì bác đây nó có cái nẫy đây, nó có cái nẫy này. Đấy, các bác gạt phát là ra. Đấy. Đấy, tổng quan chiếc trách này. Còn về chuyển động thì Zin ơi, em nhờ cháu Zin quay một tí sẽ em test qua cái chuyển động để bác cùng xem. Đấy, Zin quay đúng không? Đấy, nhưng bánh trước này, các bác này. Bánh trước phanh đĩa. Đấy, thì nó không có cái hiện tượng chạm má, chạm đĩa. Đấy, nó rất là phẳng. Hệ thống phanh này, phanh rất là ăn này. Phanh trong thả nhỉ. Đây nha, ví dụ em đang phanh trong thả thì nó sẽ có một cái độ trớn. Đấy, phanh trong thả ra này. Đấy, thì nó sẽ có độ trớn, nó quay một tí thôi. Đấy, nó không nhiều nhưng mà nó rất là trớn. Và cái trục của nó cực kỳ khỏe. Đấy, hệ thống hai phanh, bánh sau nha, em đang đạp này. Đấy, xong em phanh này. Đấy, nó rất là ăn. Nói chung hệ thống phanh đĩa của Shimano thì các bạn yên tâm về độ bền. Nhiều bác cứ lo là tại sao phanh đĩa dầu thì thích phanh V, bởi vì phanh đĩa chỉ sợ là về sau này sửa chữa hoặc là thay thế nó khó, nhưng mà thực ra là phanh chính hãng của Techo hay của Shimano thì nó rất là bền. Sau này các bác đi nhiều năm thì nó mới mòn đĩa thôi. Mòn đĩa thì thay đĩa, còn má mòn má thì thay má, thế thôi ạ. Hoặc là cái dầu phanh. Đấy. Đây, chuyển động thì em cái chiếc này nó chỉ có một đĩa trước thôi, nên là chỉ có test các cái clip sau thôi các anh nhá. Đây, em về hạ về cái clip nhỏ nhất đã này, lên này. Đấy. Đấy, lên hẳn cái đĩa cao nhất này thì các bác leo những cái dốc rất cao thì cũng đều thoải mái luôn. Thậm chí là nếu các bác đi đường thành phố thì cũng không bao giờ dùng hết 11 tầng clip của nó cả, chắc chỉ chạy vài cái tầng giữa này thôi các bác ạ. Đấy, nhìn cái vết xích này thì cái vết đĩa này thì clip này thì em thấy là chắc là chủ người ta chạy mấy đĩa trên thôi. Đấy, còn lại mấy đĩa dưới thì gần như không có, chưa có vết xích. Đấy, còn em test này thì cái xích nó có cái dầu ấy thì nó sẽ bám vào cái tầng răng đấy thôi. Còn nhìn tổng quan thì gần như là người ta chưa chạy cái tầng dưới này đâu, các cái tầng clip nhỏ ấy đâu. Đấy, xe rất là trớn, phanh đĩa dầu. Em phanh nhá. Đấy, phanh phát thì nhả ra nó sẽ trôi một tí. Đấy, khi nó dừng lại, nó bám vào cái cán này, nó dừng lại, như là cái độ trớn của cái xe này. Thực ra chỉ kiểm tra qua như vậy thôi thì em cũng quyết định luôn là mình sẽ không thực hiện cái việc bảo dưỡng toàn bộ xe, mà chỉ có kiểm tra thôi, và dầu mỡ một chút vào xích clip, thứ hai là các cái ốc, các cái thứ để cho các bác chạy một thời gian, không cần phải bảo dưỡng 1-2 năm thì các bác cần bảo dưỡng toàn bộ. Đấy, tổng quan xe thì hình thức thì leng keng, gọi là theo đánh giá chủ quan này, mỗi người xe em bán thì em giao lưu thì em sẽ khen xe nhà em, nhưng mà nhìn thực sự mà đánh giá khách quan thì chiếc này rất đẹp. Đấy. Gần như xe mới luôn. Đấy. Cái gân lốp với các cái đường gần như là không có dấu hiệu mòn. Đấy, và chủ người ta mô tả này, người ta cũng chạy có vài lần thôi, đấy là thực tế. Đấy, còn xe tổng quan em kiểm tra về hình thức bên ngoài thì không có vết xước sát nào đáng lưu ý. Đấy. Tầm giá xe thì là trên 20. Đấy, các bác cứ áng cho em cái tầm giá xe bên Nhật là 100, quanh 120.000 yên đấy. Cộng thêm cước vận chuyển là sẽ là về, các bác sẽ ra giá ngay. Các bác mà quan tâm thì có thể qua trực tiếp nhà em tại số nhà 39, ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Còn số điện thoại của em là 0915 640 716. Số này thì em cũng đã dùng cả số Zalo luôn, nhưng mà hiện tại cái danh bạ Zalo của em nó bị full, cho nên là các bác có thể nhắn tin gọi điện bình thường, nhưng mà kết bạn thì nó bị full, nên cho nên là rất mong xin lỗi và thông cảm, các bác thông cảm giúp em. Đấy, bởi vì các bác quan tâm thì rất muốn là kết bạn với các bác, và em cũng rất là mong muốn, nhưng mà cái danh bạ nó bị full, cho nên là cũng rất là khó. Đấy, thật sự là rất là xin lỗi và mong các bác thông cảm. Còn lại các bác gọi điện và nhắn tin các bác rất bình thường luôn các bác ạ, không có vấn đề gì cả. Đấy, chiếc này chắc là chân trống có đồ thiếu mỗi cái gọng nước thôi, lắp một gọng Bollinger nữa thì gọi là hết bài, một cái túi cọc yên nữa thì Bollinger nữa thì đúng là hoàn hảo. Đấy, đồ chơi chắc là chỉ nâng cấp vậy thôi, còn lại thì tùy theo nhu cầu đồ chơi của các bác. Rất mong được giao lưu với tất cả các bác. Các bác xem kênh YouTube nhà Zin Bike thì cho em xin nút like cũng như là đăng ký và chia sẻ kênh các bác nhé. Để mỗi khi em lên clip thì các bác bật thông báo là các bác có thể nhận được cái thông tin sớm nhất, cũng như là các bác có thể là giới thiệu giúp, chia sẻ giúp về bạn bè hoặc là những người thân trong gia đình. Đấy, hoặc những người bạn bè mà có nhu cầu về xe đạp thể thao
hàng chính hãng sách tay Nhật, nguyên bản chất lượng cũng như là về độ đẹp, thì các bác giới thiệu giúp em, và tầm giá nó về nó cũng rất là vừa phải. Đấy, phù hợp với cái chất lượng của xe. Còn xe chất lượng với xe đẹp thì ở bên Nhật họ cũng không bao giờ bán rẻ các bác ạ. Chẳng qua mình mua làm sao cho nó phù hợp với cái tầm tiền của mình, và lựa cái phân khúc nó phù hợp với tầm tiền của mình, cũng như là với cái cấu hình của xe thì cái giá đấy là phù hợp thôi. Chứ còn thực sự để mong muốn mua giá rẻ giá thấp thì mình cũng muốn, ai cũng muốn, nhưng mà bản thân người Nhật khi người ta bán xe, người ta cũng đã có cái đánh giá, và người ta cũng có cái mức giá khởi điểm rồi. Cho nên là các bác có thể tham khảo thêm giúp em. Đấy. Còn lại đến với nhà Jinba thì các bác yên tâm về chất lượng, về những cái chiếc xe và phụ kiện đồ đạc này. Em mua bên Nhật là chỉ duy nhất một nguồn gốc thôi, chỉ đấu giá trực tiếp bên Nhật và gửi về đường bay. Chứ em không có nhập hàng ngoài, hàng nhất, các cái nguồn gốc khác thì là em nói không luôn, và cái đấy là cam kết cũng như là bảo hành về cái việc đấy. Đấy, để các bác yên tâm các bác chơi. Đấy, các bác đặt niềm tin đúng chỗ cũng như là sự lựa chọn của mình đối với nhà Jinba thì nó là yên tâm rồi. Cho nên là rất mong cảm ơn tất cả các bác. Các bác đã ủng hộ nhà Jinba rất là nhiều. Em xin tạm dừng video chiếc Trek Sport 4 rất đẹp long lanh tại đây. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt tất cả các bác ạ. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và niềm vui với những chiếc xe đạp thể thao của mình.